Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn trở lại kênh Huy Phúc Ô Tô. Và trong video ngày hôm nay, em Huy Phúc sẽ giới thiệu tới quý anh chị thêm một mẫu xe thuộc hãng Hyundai. Chiếc xe Hyundai i10 sản xuất và đăng ký lần đầu là năm 2018. Và bản này là bản số tự động, trang bị khối động cơ là 1.2 quý anh chị nhé. Một chiếc xe rất là đẹp và zin từ A đến Z luôn ạ. Máy số zin, keo chỉ zin, đinh bấm không mất một phần nào quý anh chị nhé. Xe cam kết với quý anh chị là không đâm va tai nạn, không ngập nước ạ. Và ô đô của chiếc xe này mới chỉ tầm khoảng 5 vạn thôi quý anh chị nhé. Xe chạy cực ít luôn. Với nước sơn màu đồng. Màu này rất là hiếm và đẹp quý anh chị nhé. Màu đồng đó. Và như quý anh chị vừa nhìn thấy đúng không ạ, chiếc xe này thì là có gương kính chỉnh điện cụp điện này. Đấy, khóa thì gương tự cụp này. Xin nhan tiệp trên gương, la răng đúc. Và trang bị full đồ chơi rồi. Trang bị rất là nhiều đồ chơi mọi người nhé. Đó. Keo chỉ zin 100% luôn. Và riêng chiếc xe này thì bên em bảo hành về khối động cơ thì bảo hành cho quý anh chị là 6 tháng quý anh chị nhé. Bảo hành 6 tháng khối động cơ. Và tương đương với lại 5.000 km ạ. Xe cũ thì bên em chỉ bảo hành như vậy thôi mọi người nhé. Đó. Biển số 88. Tương đối đẹp đúng không ạ? Đó. Và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết mẫu xe này mọi người nhé. Đó. Chìa khóa thông minh quý anh chị nhé. Đó. Như quý anh chị vừa nhìn thấy này, khi mà đây trên tay em đang cầm chìa khóa này, khi mà em đi ra khỏi xe, đi xa một chút thì khóa sẽ tự động khóa lại mọi người nhé. Rất an toàn. Nếu như quý anh chị có quên khóa thì chỉ cần đi ra khỏi xe cách tầm khoảng vài ba mét thôi là xe sẽ tự động khóa lại rồi. Đó. Đây, bây giờ em sẽ quay chi tiết mẫu xe này để cho mọi người xem này. Về phần đầu của xe thì phía dưới mọi người có thể quan sát đèn gầm và đèn sương mù, đèn phá sương đấy ạ. Đấy. Form dáng cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đèn pha đây ạ. Đèn pha thì những chiếc xe 2018 thì gần như là còn mới rồi. Gần như chạy lướt rồi thì mọi người nhé. Đèn pha cực sáng và đẹp luôn này. Đèn gầm phía dưới này. Đó. Với cánh tản nhiệt hình thang ngược đúng không ạ? Phía bên trên là logo của Hyundai. Rồi. La răng đúc của anh chị nhé. Đây 4 quả la răng đúc này. 4 quả la răng đúc. Và lốp thì mới thay. Lốp mới thay năm 2021 luôn ạ. 4 quả lốp Michelin. 4 quả lốp mới luôn quý anh chị nhé. Đó. Đây em sẽ kiểm tra lốp cho mọi người này. 4 quả lốp mới luôn này. Đấy, lốp là năm 2021 mới thay luôn ạ. Và nước sơn thì cực kỳ là sạch sẽ. Sơn zin gần như 100% luôn quý anh chị nhé. Đó, sơn zin 100%. Có cảm biến lùi mọi người nhé. Có cảm biến lùi phía sau này. Đấy. Cảm biến canh lề này. Cảm biến lùi này. Đó. Cụm đèn hậu phía sau thì được ốp mạ viền chrome này này mọi người này. Bản 1.2 quý anh chị nhé. Bản 1.2 với mức tiêu hao nhiên liệu cho bản 1.2 này thì rơi vào tầm khoảng 7 lít xăng trên 100 km hỗn hợp ạ. Đây em sẽ quay luôn cái ba rem của nhà sản xuất đưa ra này. 6,3 lít trên 100 km hỗn hợp này mọi người này. Đó. 8,21 lít là đường đô thị và 5,18 lít là ngoài đô thị nhé. Đấy. Một mức tiêu hao nhiên liệu khá là lý tưởng. Và nhất là thời điểm này giá xăng đang tăng rất là cao đúng không ạ? Những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu là một trong những sự lựa chọn hàng đầu cho quý anh vị, cho quý vị để cho quý vị chọn xe đúng không ạ? Đó. Lốp lắp thì rất là dày luôn. 2018 cơ mà. Đấy. Bản 1.2 năm. Đấy, bản 1.2 quý anh chị nhé. Đây em sẽ về phía ngoại thất thì em sẽ giới thiệu thêm cho mọi người một chút nữa nhé. 4 la răng đúc này này, có phanh ABS này. Tay nắm mở cửa ngoài đã được ốp mạ chrome rồi quý anh chị này. Nắp bình xăng cũng ốp luôn rồi này. Nẹp đèn hậu phía sau này cũng mạ chrome này. Nẹp chân kính chrome này. Đấy, ve che mưa cũng mạ chrome luôn. Đấy, em sẽ zoom sát lại cho mọi người xem này. Đó, chrome cao cấp rất là sạch sẽ nhá. Và nước sơn thì đây ạ. Xe form dáng đẹp, nước sơn soi gương được luôn mọi người nhá. Sơn zin 100% luôn ạ. Đó. Đây, nẹp chân kính mạ chrome này. Còn tất cả các kính thì được dán phim cách nhiệt màu đen rồi. Phim cách nhiệt xịn luôn mọi người nhé. Đấy. Xe thì cam kết cho quý anh chị là không đâm va tai nạn, không ngập nước. Và bán xe có bảo hành cho quý anh chị luôn ạ. Khẳng định với anh chị là có bảo hành luôn quý anh chị nhé. Đó. À, bây giờ thì sẽ mời mọi người vào phía bên trong nội thất. Đó. Bấm chìa khóa mở xe và gương tự động mở. Có xin nhan tích hợp trên gương này mọi người này. Đó.
Rồi, và bây giờ sẽ mời mọi người vào phía bên trong nội thất này. Trước khi quay nội thất, ở trong bãi thì trời nó hơi tối một chút mọi người nhá. Thì em sẽ mở hết cánh cửa ra này. Mở hết cánh cửa ra quay để lấy ánh sáng để quý vị có thể nhìn rõ hơn nhá. Đó. Hyundai Grand i10 2018. Ghế nguyên bản. Đó. Ghế còn nguyên bản theo xe này. Đó. Ghế xung quanh là da. Và phía giữa này là nỉ quý anh chị nhá. Ghế zin theo xe luôn ạ. Đó. Đây em sẽ quay chi tiết phía trong nội thất ghế này. Đó. Và đây ạ. Grand i10 thì phía trong nội thất có gì ạ? Mọi người hãy nhìn vào cái vô lăng này này. Trên vô lăng thì có một túi khí này và một túi khí cho hành khách bên phụ. Đó. Mọi người thấy rõ chưa ạ? Rồi. Tiếp theo thì vô lăng có tích hợp phím bấm này mọi người này. Volume, lệch bài, chuyển bài, các chế độ. Đó. Có đề nổ start stop luôn quý anh chị này. Đấy, đề nổ start stop. Màn hình DVD tích hợp camera lùi. Đấy, điều hòa. Hộp số tự động. Đó, hộp số tự động đây quý anh chị này. Tất cả nội thất như mới luôn quý anh chị nhé. Nội thất như mới luôn ạ. Trần lỉ nguyên bản. Tapi taplo đẹp luôn ạ. Quay xe thì em xin phép mọi người này, em sẽ quay kỹ, rất là kỹ càng cho mọi người nhé. Đấy. Nếu như mà mua một con xe, mua một con xe trị giá hơn 300 triệu đồng thì mọi người lên xem kỹ một chút ạ. Nên bỏ thời gian ra 10 cho đến 15 phút thôi mà mua một con xe. Mọi người nên xem kỹ. Rất là nhiều quý anh chị có để lại bình luận trên kênh của em là hơi bị rườm rà, nói hơi nhiều đúng không ạ? Tuy nhiên thì khi quay xe thì phải quay kỹ. Rất là nhiều người thích quay kỹ nhưng mà nhiều người thích là chỉ quay sơ sơ xong báo giá thôi. Đó. Nhưng mà quan điểm của em là cứ quay kỹ. Bác nào có ý định xem thì nên xem thật kỹ mọi người nhé. Đó. Cụm điều khiển tổng đây quý anh chị này. Gương kính lái là auto mọi người nhé. Gương kính chỉnh điện và có cục điện luôn này. Đấy, em sẽ thử luôn cho mọi người này. Đó. Có cục điện và điều khiển điện. Khi mà khóa xe thì gương tự động cụp nha mọi người nhé. Đó. Tappy, taplo thì cực sạch sẽ rồi. Và được trang bị thêm cả cảm biến áp suất lốp này mọi người này. 4 cảm biến áp suất lốp hiện luôn lên trên màn hình này nhé. Đấy. Hiện tại bây giờ là thông số kỹ thuật của các bánh đều hiện lên trên này. Đó. Đèn trần ok này. Vô lăng xịn sò luôn này. Còn zin theo xe luôn này. Đó, vô lăng sẽ xịn sò nhé. Vô lăng tiệp phím bấm, hai túi khí rồi này. Đấy, ghế da nguyên bản. Đây, ghế da nguyên bản đây quý anh chị này. Cực sạch đẹp luôn, không có bất kỳ vết rách nào mọi người nhé. Đó, rất sạch sẽ rồi. Và bây giờ em sẽ mở khoang cốp cũng như là khoang động cơ ra để quay cho anh quý anh chị xem luôn này. Cốp mở điện. Đó. Rồi. Với những dòng Hyundai i10 này thì khoang cốp phía sau cũng rộng rãi hơn Kia Morning rất là nhiều đúng không ạ? Rộng hơn Kia Morning và hơn cả Hyundai Getz nữa. Đây, em sẽ quay một số cái phần để cho quý chị xem về chất lượng của xe này. Đinh bấm, máng nước, mọi thứ còn nguyên bản luôn nhé. Không mất một cái đinh bấm nào luôn. Còn nguyên bản theo nhà sản xuất. Đây, em sẽ quay cốp nhé. Cốp sạch sẽ luôn này. Đấy. Đây mọi người này. Kích và lốp đầy đủ này. Lốp dự phòng đầy đủ này. Có kích này. Đấy. Và đây, mọi người xem. Lớp tôn phía sau này. Các múi dập chìm dập nổi còn nguyên bản, chưa hề bị va chạm đâm đụng gì. Hyundai Grand i10 số tự động 2018 đang được chào bán tới quý anh chị với mức giá là 350 triệu đồng ạ. 350 triệu quý anh chị nhé. Đây là khoang động cơ của chiếc xe Hyundai i10 đấy ạ. Grand i10. Và mới chạy có 3 năm thì phải cam kết với quý vị là máy zin mọi người nhé. Máy zin 100%, chưa động chạm một con ốc nào nhé. Đây mọi người
có thể xem các chi tiết các điểm này. Đây là mặt lắp dàn cò mọi người này, ốc còn nguyên, chưa có dấu hiệu cậy mở nhé. Lại cả ốc chân máy cũng thế này, da máy cực sáng luôn. Đó, các cái dấu sơn này vẫn còn nguyên này. Đó, chưa từng mở một con ốc nào mọi người nhé. Đấy, khoang máy sạch sẽ, máy số zin, không có một giọt dầu mỡ nào bên trong này luôn, khô rong, nước xanh nước đỏ, rất là bảo an toàn luôn mọi người ạ. Đây, quay sâu xuống cho mọi người xem này, sạch sẽ, khô ráo. Đây, phanh ABS này mọi người này. Đây là cụm phanh ABS của chiếc xe Hyundai 10, nó nằm góc này này. Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2018. Bản màu đồng này rất là hiếm mọi người nhé, rất ít luôn. Đấy, với mức giá chào bán tới quý anh chị là 350 triệu ạ, 350 triệu đồng. Quý anh chị nào đang cần mua một mẫu xe tầm tiền như thế này thì quý anh chị hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại hotline 0947 535 262 hoặc là 0983 569 097. Em rất vui lòng hỗ trợ quý anh chị cũng như là trả lời các câu hỏi về tất cả các đời xe 24/24 giờ mọi người nhé. Mọi người cứ bất kỳ gọi em bất kỳ lúc nào cũng được ạ. Vâng, và video clip giới thiệu về mẫu xe Hyundai Grand i10 2018 số tự động bản 1.2 em xin phép được kết thúc tại đây. Quý anh chị nào đang quan tâm đến mẫu xe này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em ạ. Em Phúc xin cảm ơn. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem kênh của em thì quý anh chị hãy ủng hộ kênh của em ạ, bằng cách là quý anh chị hãy ấn nút đăng ký màu đỏ phía bên dưới góc phải màn hình ạ. Và quý vị đừng quên bật nút chuông để mỗi khi bên em quay hoặc là live stream và đăng video lên thì quý anh chị sẽ là một trong những người được nhận đầu tiên thông báo từ kênh YouTube của em ạ. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các clip lần sau ạ.